Một người ở Quảng Nam tử vong do nhiễm vi khuẩn ăn thịt người. Một bệnh nhân ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam vừa tử vong do được xác định bị bệnh Whitmore. Trưa ngày 23 tháng 10, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan này vừa nhận được báo cáo của một bệnh viện liên quan đến ca Whitmore đã tử vong. Cụ thể, vào trưa ngày 11 tháng 10, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân là nữ tên V, sinh năm 1976, trú tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, vào cấp cứu trong tình trạng sốt cao, khó thở, mệt mỏi, thở gắng sức. Sau khi được xử trí cấp cứu, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng, theo dõi nhiễm khuẩn huyết, bệnh kèm đái tháo đường type 1, bỏ điều trị khoảng 1 năm, biến chứng suy hô hấp cấp, tăng đường máu cấp. Bệnh nhân được chỉ định các cận lâm sàng như xét nghiệm X-quang, siêu âm điện tim, cấy máu, cấy đàm để tiến hành xét nghiệm. Đến 16 giờ 45 ngày 11 tháng 10, do tình trạng bệnh diễn tiến xấu, tiên lượng nặng, nên bệnh nhân được hội chẩn lãnh đạo và thống nhất chuyển bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị và bệnh nhân đã tử vong sau đó. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.